Xin chào các bác, chào các anh chị. Ngày hôm nay em tranh thủ làm một video ngắn giới thiệu các bác anh chị là có rất nhiều các bác gọi cho em hỏi nhu cầu về mua cau giống. Cau các bác đây giới thiệu các bác đây cau thường thôi chứ không phải là giống gì ấy, nhưng mà được cái thì về cái năng suất của nó thì cũng cao, bởi vì bọn em lựa những cái quả giống nó toàn quả to thôi. Để giới thiệu cho các bác, năm nay thì tại trại giống em thì cũng làm ít cau lai. Để cho các bác trồng phát triển, nó không phải là cau cao cổ ngày xưa, nó không phải là cau lùn hẳn, nó gọi là cau lai, nó gọi là nhỡ, sau này nó không cao quá đó. Giới thiệu các bác để các bác chúng ta trồng và phát triển, nếu có nhu cầu trồng cái cau thì liên hệ trực tiếp cho em Biên. Em tên là Biên, nhà sáng lập trung tâm cây giống Tam Đảo, là người trực tiếp ươm giống cũng như là chịu trách nhiệm hoàn toàn về cây giống cho bà con. Ngày hôm nay quay cho các bác xem về cái cây giống cau và năng suất cũng khá cao, và cau này thì là nó là cau lai. Để trồng cho các bác, ví dụ như cau thì chúng ta trồng được rất là dày, bởi vì là cái tán cau nó không rộng, và đặc biệt thì đối với cái quả cau thì nó đã gắn liền với cái truyền thống văn hóa con người Việt Nam, chứ chúng ta chưa nói đến xuất khẩu. Những năm thị trường Trung Quốc họ thu mua rất nhiều, bởi vì cau thì Việt Nam có thể chỉ là để ăn trầu, rồi là chúng ta phục vụ những ngày rằm, ngày lễ cưới hỏi, ngày Tết. Nhưng tuy nhiên thì ở Trung Quốc thì họ phát triển cả làm những món ăn rất là ngon, rồi là họ nấu, họ luộc các thứ nên họ làm những cái tinh dầu nó rất là nhiều. Nhưng mà Việt Nam mình thì chỉ ăn trầu và phục vụ cái lễ cưới hỏi thôi, và một số các lĩnh vực khác thì em cũng không tìm hiểu sâu, nhưng em chỉ làm giống thì cũng chia sẻ chân thật với bác nhé. Cau thì là bọn em làm giống được, nhưng mà để làm có những cái giống mà nó cao thủ hơn thì bọn em cũng không phải là chuyên môn. Thế nhưng năm nay có làm thêm, và cái giống này thì là hiện tại nó là cái giống tốt nhất rồi, hiện tại nó là giống tốt nhất mà cũng nhiều người trồng nhất. Đấy, cái quả là bọn em lựa chọn những cái quả rất là to như này. Đấy, hai ngón tay là không bao giờ được, phải được ba ngón tay, bởi vì hai ngón tay thì bé quá. Đấy, ba ngón tay bác nhìn này. Đấy, thì cái giống nó đã phải đảm bảo thì bọn em mới xuất vườn được. Thì các bác có thể nhìn thấy đây, ở đây là cũng khá nhiều, năm nay em ươm nhiều. Thì một số cây đợt vừa rồi này, hôm châu bò à, con chó con nó dẫm vào nên là nó chết. Nên các bác có nhu cầu mua cây cau thì liên hệ trực tiếp cho em Biên, thì em có số điện thoại đây rồi. Em là nhà sáng lập trung tâm cây giống Tam Đảo, và rất là vui khi được hợp tác với các doanh nghiệp cũng như là các bà con trên toàn thể cả nước. Đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho em, để em có cái động lực hàng ngày em ra nhiều video hơn và các loại cây giống mà bà con chúng ta cần phục vụ, đặc biệt là những loại cây nông nghiệp cũ quý và cây dược liệu là sở trường của em. Còn bây giờ xin chào và các bác, và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của trung tâm cây giống Tam Đảo.